Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 36 năm trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Xử lý nghiêm cán bộ tiếp tay cho buôn lậu. Khánh Hòa, nguy cơ sạt lở do xây cất nhà trái phép ở núi Dục. Sơn La, bắt 3 đối tượng vận chuyển ma túy số lượng lớn qua biên giới. Phụ huynh đổ xô đầu tư ngoại ngữ sớm cho trẻ từ khi chưa biết chữ. Thưa quý vị, để ngăn chặn hiệu quả tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất hàng giả, Ban chỉ đạo 389 quốc gia vừa có yêu cầu xử lý nghiêm các cán bộ có hành vi tiếp tay cho buôn lậu. Và đây cũng là thông tin mở đầu cho chương trình Tiêu điểm 36 năm hôm nay. Trong 6 tháng đầu năm 2017, các lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý trên 88.560 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu nộp ngân sách tăng hơn 40% so cùng kỳ năm 2016. Tuy vậy, tại buổi họp báo về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 của Ban chỉ đạo 389 quốc gia, đại diện ban nhận định kết quả công tác vẫn còn chưa tương xứng với tình hình thực tế buôn lậu đang diễn ra hết sức phức tạp. Bên cạnh việc tiếp tục tìm giải pháp căn cơ để đấu tranh có hiệu quả, tiến tới đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban chỉ đạo cũng cho rằng cần kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ công chức có hành vi vi phạm, quán triệt quan điểm không có vùng cấm trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tiếp tục là thông tin trong lĩnh vực y tế. Thưa quý vị, mặc dù chương trình phòng chống bệnh dạy ở nước ta đã có hiệu quả, số ca biến chứng do bệnh dạy đã giảm. Tuy nhiên, trong thời gian qua, vẫn có nhiều trường hợp người dân bị súc vật cắn, chủ yếu là chó cắn và mắc bệnh dạy. Nhiều ca đã tử vong. Điều đáng nói, phần lớn các ca bị tử vong hoặc biến chứng nặng từ súc vật cắn đều là do chủ quan. Trong nửa đầu năm 2017, trung bình mỗi tháng, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận và chích ngừa khoảng 240 đến 260 trường hợp bị chó mèo cắn. Còn chỉ riêng nửa đầu tháng 7 này đã có tới 170 ca nguy cơ nhiễm dạy, phải thực hiện các biện pháp điều trị dự phòng. Số ca nguy cơ nhiễm dạy tăng lên trong vài tháng qua, nguyên nhân được cho là do vào dịp hè và thời tiết nắng nóng, các loại súc vật thả rông hay vật nuôi trong gia đình, đặc biệt là chó, được thả ra ngoài nhiều hơn, dẫn đến gia tăng các trường hợp bị súc vật cắn. Năng bệnh nhân bị chó cắn, nếu không đến chích ngừa kịp thời, không quá một tuần mà không đến chích ngừa thì khả năng bị dại rất là cao. Và khi đã bị dại thì cái biến chứng sợ nhất là biến chứng viêm não. Nếu bị biến chứng viêm não thì hầu như tử vong gần như 100%. Từ đầu năm đến nay đã có 5 bệnh nhân bị chó dại cắn được cấp cứu tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới nhưng đã tử vong. Những trường hợp này đều do chủ quan, nên khi phát hiện triệu chứng dại đưa đến cấp cứu thì đã muộn. Cho đến nay, bệnh dại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Chính vì vậy, để phòng ngừa căn bệnh này thì người dân nên thực hiện tiêm ngừa cho súc vật cũng như cho người bị cắn. Trong trường hợp nạn nhân bị chó mèo súc vật cào cắn, phải rửa ngay vết thương dưới vòi nước sạch bằng xà phòng và đến ngay cơ sở y tế khám tiêm phòng. Tuyệt đối không được tự ý chữa trị. Thưa quý vị, bệnh dịch sốt xuất huyết đang lan rộng tại nhiều địa phương trên cả nước. Tại tỉnh Phú Yên, mặc dù số ca mắc bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn có giảm so với năm ngoái, nhưng tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến khá phức tạp. Theo Sở Y tế Phú Yên, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 811 ca mắc bệnh sốt xuất huyết với 39 ổ dịch. So cùng kỳ năm ngoái, giảm 745 ca, nhưng Phú Yên vẫn là địa phương đứng thứ 6 trong số 11 tỉnh thành ở khu vực miền Trung. Qua điều tra dịch tễ và giám sát hoạt động phòng chống sốt xuất huyết tại 4 địa phương có số bệnh nhân sốt xuất huyết tăng đột biến trong thời gian qua, là các huyện Phú Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa và thị xã Sông Cầu. Có từ 118 đến 157 ca mắc, chỉ số mũi và bọ gậy cao là nguyên nhân dẫn đến tình hình sốt xuất huyết bùng phát. Sở Y tế Phú Yên đã chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai phun hóa chất diệt mũi, diệt bọ gậy, hướng dẫn người dân chủ động diệt mũi, bọ gậy, phát hiện sớm và điều trị kịp thời bệnh nhân mắc bệnh sốt xuất huyết, khuyến cáo không tự ý điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết tại nhà để hạn chế những biến chứng xảy ra. Nối tiếp chương trình là thông tin về giáo dục. Thưa quý vị, việc con cái nghiện game luôn là một nỗi lo lớn của rất nhiều bậc cha mẹ. Gần đây có một phương pháp được nhiều phụ huynh áp dụng chính là cai nghiện game bằng lập trình game. Vừa thỏa sức đam mê, lại là cơ hội nghề nghiệp cho các em nhỏ trong tương lai. Vậy phương pháp đó là gì? Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu trong phóng sự ngắn sau đây. Cai nghiện game bằng cách cho con học các khóa lập trình về game là một phương pháp đã được áp dụng ở nhiều nước tiên tiến. Tuy mới chỉ xuất hiện tại Việt Nam, nhưng đã được nhiều phụ huynh tin tưởng và nhiều em nhỏ thích thú.
Các bé sẽ tạo ra những câu chuyện và trò chơi bằng cách học các khái niệm lập trình thông qua ngôn ngữ Scratch của Mỹ, với việc lập trình đơn giản là kéo và thả để tạo nên các chuyển động của nhân vật trong game. Không chỉ được thỏa sức đam mê với các nhân vật trong game, các em nhỏ còn được tự sáng tạo một trò chơi riêng của mình. Có mấy trò chơi mà em chơi hoài thì chán. Chán thì em nghĩ nếu mà em tự làm một cái trò chơi mà mình thích thì có thể chơi. Theo các chuyên gia, đây không chỉ là cách cai nghiện game hiệu quả cho trẻ, mà còn kích thích sự đam mê, óc sáng tạo, mà đây còn là những hạt mầm tài năng của ngành lập trình game Việt Nam. Tiềm năng về lập trình game rất là lớn. Anh nghĩ là nó có thể thành công, mà thành công rất là tốt. Lợi thì thứ nhất là khi các bé nghiện game, là các bé gần như đã có tiếp xúc với game rồi. Có nghĩa là đó là cái thuận lợi thứ nhất. Và khi mình bẻ nó qua chút xíu vậy thì nó dễ. Để cai nghiện game phải có các biện pháp phối hợp với gia đình, nắm được tâm lý sở thích của từng em, từ đó hướng đam mê của các em thành kết quả tốt. Đồng thời các hoạt động xã hội hay các khóa học về thể thao, thể dục cũng giúp các em nhỏ có lối sống tích cực, khỏe mạnh hơn. Tiếp theo chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hơn 60.000 ô tô cá nhân, hơn 800.000 xe máy, thế nhưng vẫn chưa chính thức có một bãi đỗ xe quy mô nào đi vào hoạt động. Đó là thực trạng thiếu bãi đỗ xe hiện nay ở Đà Nẵng. Kéo theo đó, các loại xe đậu đổ tràn lan ra đường, làm ảnh hưởng đến giao thông, gây ùn tắc và gây nguy hiểm cho người đi đường. Việc này tiếp tục cho thấy thực trạng chung của đô thị trong cả nước khi mà quy hoạch lại không theo kịp sự phát triển. Mật độ giao thông đông đúc, ô tô đổ dày đặc hai bên đường, tràn cả lên vỉa hè, ùn tắc giao thông. Đây là thực trạng giao thông trong giờ cao điểm tại khu vực ven biển thuộc quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn. Theo các tài xế, bởi thiếu bãi đỗ xe nên vào giờ cao điểm việc đậu đổ đón trả khách tại các khách sạn, nhà cao tầng ở khu vực này luôn gặp khó khăn. Cũng có những lúc là bị sự cố là cái gì nằm giữa hai làn đường để mà đổ khách xuống khách sạn. Thì một lần mà đổ khách xuống xong là bắt đầu phải dừng phải làn ngoài nữa. Nhưng mà lần dần đó, nhưng mà mình ngồi đó mình chạy chờ cái xe kia đổ xong rồi bắt đầu mình mới ra lại với vô bên kia. Đó, thành ra nó có rất là khổ cho những cái xe mà chạy xe lớn như này. Cái khu vực thì xe thì không cấm đậu đổ nhưng mà người ta vẫn cứ đậu đổ thì nó gây ra cái ùn tắc giao thông và cái nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cho những người đi đường. Theo quy hoạch đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030, thành phố Đà Nẵng sẽ có 158 bãi đổ xe để đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên thực tế cho thấy, với tốc độ gia tăng lượng xe như hiện nay, thì rất có thể sự phát triển nóng sẽ dần phá vỡ quy hoạch và câu chuyện thiếu bãi đổ xe sẽ chưa có hồi kết. Thưa quý vị, nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa tự ý lấn chiếm xây cất nhà chênh vênh trên vách núi trục. Mỗi khi có mưa bão, mối nguy sạt lở núi lại thường trực. Đã có nhiều trường hợp sạt lở nhà cửa. Mặc dù chính quyền địa phương đã tiến hành di dời một số hộ dân, thế nhưng hiện nay vẫn còn khá nhiều hộ dân tiếp tục sinh sống. Nguy cơ sạt lở có thể tái diễn bất cứ lúc nào và ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân là hoàn toàn có thể xảy đến. Nhất là với tình hình mưa bão diễn biến thất thường trong thời gian qua. Hiện nay tại khu vực núi Chuột có hơn 120 hộ sinh sống chênh vênh trên vách núi. Ngôi nhà cao nhất trên núi Chuột nằm cách chân núi khoảng 100 mét. Mỗi khi có mưa bão, người dân tại đây lại ăn ngủ không yên trước mối nguy sạt lở núi. Theo bà Nguyễn Thị Nhân ở tổ 3 khóm Trường Hải, phường Vĩnh Trường, năm 2016, do ảnh hưởng của mưa bão, nhà của gia đình bà bị sạt lở nặng, phải di dời ra ở trọ trong 3 tháng với sự hỗ trợ của phường Vĩnh Trường. Sau đó, do hoàn cảnh khó khăn, gia đình bà về lại khu vực núi Chuột sửa chữa căn nhà để tiếp tục sinh sống qua ngày. Ở đầu từ mấy năm nay tới giờ con cháu lên xuống khổ ghê, điện thì giờ xin được rồi mà nước thì không có. Bây giờ cũng nhờ nhà nước phải tạo điều kiện cho mấy người ở núi đây này cho có chỗ này ở cho con cháu đi học rồi cho nó đàng hoàng chút. Năm vừa rồi đây sập lở rồi nhà phường là sập lở đây mới cho là được 3 tháng nhà trọ 6 triệu. Rồi bây giờ là chừng cái bây giờ ở nhà trọ không có tiền cắt ở nữa. Bây giờ phường cho 30 bát xi măng để cắt ở. Đi cũng không được mà ở cũng không được, cũng trong bụng trong đất bằng thằng. Đi mình cắt thì phải cắt cho sợ mùa đông tới nè, phải cắt cho nó nghiên cố một chút cho sợ mùa đông mà lỡ như được năm giờ đầu sao. Theo ghi nhận, các ngôi nhà tại đây đều khá tạm bợ, thiếu kiên cố. Đáng nói hơn, các ngôi nhà đều nằm trên cao sát vách núi. Muốn lên nhà người dân phải đi trên những con đường mòn nhỏ. Có đoạn phải xây bậc tam cấp mới lên được nhà. Người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai đi lại rất vất vả nguy hiểm. Do ở trên cao nên nguồn nước sạch sinh hoạt bị thiếu thốn. Hàng ngày các gia đình phải xuống chân núi mua nước với giá cao bơm lên để sử dụng. Năm 2015, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang đã phê duyệt dự án chỉnh trang núi Chuột và vùng phụ cận thuộc phường Vĩnh Trường và Vĩnh Nguyên. Tổng diện tích dự án thu hồi là 62,7 hectare, trong đó phường Vĩnh Trường có 421 trường hợp.
Hiện Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Trường đang phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các bước kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất để đưa ra phương án đền bù giải tỏa, tái định cư cho 120 hộ trên núi Chuột trong thời gian tới. Một sự việc liên quan mùa mưa lũ trước nhưng hậu quả đối với bà con Quảng Nam thì vẫn còn dai dẳng đến thời điểm này. Thưa quý vị, đó là việc nhà máy thủy điện Đắc Mi 4 xả lũ cuốn trôi nhiều gia súc của nhiều bà con. Tuy nhiên, đến nay đã hơn một năm qua, nhà máy thủy điện này vẫn chưa chịu hỗ trợ đền bù cho người dân, cho dù chính quyền cũng như bà con đã nhiều lần kiến nghị. Khúc sông này là nơi đàn trâu của gia đình bà Tâm ở thôn Lao Đu, xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, bị nhà máy thủy điện Đắc Mi 4 xả lũ cuốn trôi vào năm ngoái. Việc nhà máy thông báo xả lũ trong vòng 2 tiếng đồng hồ đã khiến người dân không kịp trở tay. Thôn với xã cũng đã xác minh là có sự thật nữa. Thì mong rằng cho công ty Đắc Mi là phải đền bù hỗ trợ. Về phía địa phương thì cũng có cái hướng dẫn cho người dân để làm đơn gửi các cấp. Tuy nhiên thì gần một năm thì cũng chưa được giải quyết. Trâu chết có người dân làm chứng, có chính quyền xác nhận và có cả hình ảnh rõ ràng. Vậy nhưng phía nhà máy thủy điện Đắc Mi 4 lại đưa ra một lý lẽ khác. Căn cứ trên cái kết quả điều tra của cảnh sát điều tra thì công ty sẽ có cái làm việc với hộ gia đình để mà nếu mà chính xác về cái thiệt hại thì sẽ có chính sách hỗ trợ bà con về cái thiệt hại. Với người dân, họ rất mong chờ các cấp ngành liên quan của tỉnh Quảng Nam có những động thái mạnh mẽ để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Thưa quý vị, do tình hình mưa bão đang diễn biến phức tạp ở miền Bắc và miền Trung, nên vào thời điểm này, sản lượng các loại rau củ quả giảm mạnh, từ đó đẩy giá tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh tăng cao. Do mưa bão, đa phần các vùng rau tại tỉnh Lâm Đồng, nơi cung cấp gần 60% lượng rau củ quả cho thành phố Hồ Chí Minh bị hư hại. Áp lực tăng hàng cho những khu vực bị mưa lũ, cộng với sản lượng sụt giảm mạnh, khiến nông sản đổi giá. Mặt hàng cà chua Đà Lạt khi đến các chợ đầu mối hoặc chợ bán lẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã tăng khoảng 5 đến 10.000 đồng một ký so với một tháng trước. Xà lách, rau bó xôi, tần ô cũng là những mặt hàng tăng giá cao nhất trong thời điểm này, từ 4.000 tới 15.000 đồng một ký. Tuy nhiên, để đảm bảo mặt hàng thực phẩm không bị biến động nhiều về giá làm ảnh hưởng đến người tiêu dùng, nhiều đơn vị bán hàng bình ổn đã thực hiện nhiều giải pháp để ổn định giá. Chuyển sang phần tin an ninh trật tự an toàn xã hội. Thưa quý vị, vào khoảng 5 giờ ngày 25 tháng 7, tại bản Mơ Tươi, xã Lóng Phiên, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Công an huyện Yên Châu phối hợp với đồn biên phòng Chiền Tương đã phá chuyên án ma túy lớn, bắt 3 đối tượng, thu 36.000 viên ma túy tổng hợp. Điều đáng nói là đối tượng còn tàn trữ vũ khí nóng với 2 viên đạn đã lên nòng. 3 đối tượng bị bắt gồm Tấn Lao Dìa, Tấn Tráng Báo, Tấn Lao Vàng, cùng trú tại bản Móng Nậm, cụm Móng Nậm, huyện Siêng Khọ, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Lực lượng công an đã thu giữ tại chỗ tang vật gồm 36.000 viên ma túy tổng hợp, 4 khẩu súng quân dụng, 21 viên đạn các loại, trong đó có 2 viên đạn đã lên nòng, 2 xe máy và nhiều vật chứng liên quan khác. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ khu vực biên giới vào nội địa. Nếu trót lọt sẽ được trả công $2,000. Trước đó vào hồi 18 giờ 24 tháng 7, tại bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, công an huyện Vân Hồ đã phát hiện bắt giữ vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn, thu giữ 13 bánh heroin. Đội quản lý thị trường số 3, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông vừa bắt giữ hơn nửa tấn trái cây nhập lậu từ Trung Quốc không có giấy tờ hợp pháp, đang được vận chuyển vào Đắk Nông tiêu thụ. Nhận được tin báo, đội quản lý thị trường số 3 đã mai phục và kiểm tra đột xuất 2 xe tải mang biển kiểm soát 48C02386 và 60C19090 đang vận chuyển trái cây vào bán ở chợ Quảng Tính, huyện Đắk Rơ Lấp. Qua kiểm tra, đội quản lý thị trường phát hiện trên xe chở 5 tạ trái cây gồm lê lựu, nho táo xuất xứ từ Trung Quốc và mang cục Thái Lan, được đóng trong các thùng cát tông và thùng nhựa. Tại thời điểm kiểm tra, các tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô trái cây trên. Đội quản lý thị trường số 3 đã lập biên bản xử phạt hành chính 8 triệu đồng, đồng thời tịch thu và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số trái cây trên theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, từ nguồn tin của nhân dân, đoàn kiểm tra liên ngành về khoáng sản tỉnh Bến Tre vừa bắt quả tang 3 tàu sắt đang hút cát trái phép trên tuyến sông Hàm Luông thuộc địa phận huyện Mỏ Cày Bắc và huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. 3 tàu hút cát do Nguyễn Văn Bầu, Nguyễn Văn Chua và Hồ Xuân Bảo điều khiển. Qua làm việc, các đương sự đều thừa nhận đã nhiều lần điều khiển các phương tiện trên hút cát trộn trên các tuyến sông trong tỉnh Bến Tre. Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính tổng số tiền 30 triệu đồng đối với hành vi trên, đồng thời buộc những người vi phạm phải bơm cát trả lại lòng sông.
Sáng ngày 25 tháng 7, Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân được xác định là anh N, 34 tuổi, ngụ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, là quản lý của một trung tâm điện máy trên địa bàn quận. Theo người dân, vào sáng cùng ngày, anh N đi xe máy đến công ty trên đường Trường Chinh, phường Tân Hưng Thuận, quận 12. Khi vừa dừng xe, thì một nam thanh niên tên Huy khoảng 30 tuổi đi bộ từ trạm chờ xe buýt bên kia đường tới, rồi rút dao đâm, khiến anh N gục xuống tại chỗ. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Đối tượng Huy sau đó bị người dân khống chế giao nộp cho công an. Qua tìm hiểu được biết, Huy vừa mới vào làm việc tại trung tâm điện máy chỗ anh N quản lý được vài ngày thì xảy ra vụ việc. Hiện nguyên nhân đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Phần cuối chương trình như thường lệ là tiểu mục vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, theo nhiều nghiên cứu, trẻ em ở độ tuổi nhỏ thì cấu tạo của các cơ quan nghe và phát âm của trẻ sẽ dễ dàng thẩm thấu và bắt chước được nhiều cách phát âm khác nhau. Đó là lý do vì sao các bậc cha mẹ ngày nay thường đầu tư cho con học ngoại ngữ từ rất sớm, dù rằng các bé chỉ mới ở độ tuổi mầm non. Trên các diễn đàn làmchamẹ.com, vếptrẻthơ.com luôn tất bật những chia sẻ về trường nào dạy tốt cho con, độ tuổi nào thì thích học và học như thế nào là hợp lý. Thậm chí, có phụ huynh còn cho con làm quen với ngoại ngữ khi bé mới 2 tuổi. Nếu mà tiếng Anh mình cho học từ nhỏ thì cái phát âm tiếng Anh nó cũng là cái cơ hội để cho bé nó dễ học. Theo chuyên gia, những trẻ học ngoại ngữ sớm có khả năng đồng cảm tốt hơn, có sự tò mò về những nền văn hóa và ý tưởng mới. Tuy nhiên, việc học ngoại ngữ ở độ tuổi khi còn quá nhỏ có thể làm chậm sự tiếp nhận tiếng mẹ đẻ của trẻ. Tất cả những cái cách mà đưa giảng dạy tiếng Anh cho trẻ nó phải dựa trên hứng thú và duy trì được hứng thú của trẻ thì mới thành công. Theo ý kiến của mình á, thì tôi cho rằng là nền tảng tiếng Việt vẫn rất quan trọng. Cái nền tảng đó sẽ giúp trẻ nhận ra mình là ai trước khi nó tiếp nhận tất cả các nền văn hóa khác. Theo các chuyên gia giáo dục, học ngoại ngữ sớm là điều tốt, nhưng các bậc phụ huynh nên tập cho trẻ cách sử dụng tốt cả hai ngoại ngữ. Ngoài ra, không hình thành cho trẻ những thói quen làm mất khả năng giao tiếp và sử dụng tiếng Việt của trẻ để tránh sai lệch ngôn ngữ ngay từ bé. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 36 năm được phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Đưa tạp chất vào thủy sản mức phạt tăng 10 lần. Xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng mạnh. Quảng Nam, tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 thanh niên tử vong. Cảnh báo hành vi phát tán tin giả trên mạng Internet.